Tiền vệ Di Maria sát cánh cùng Ronaldo ở Real Madrid, nơi cả hai đăng quang Champions League năm 2014. Còn Messi là đồng đội của Sao PSG trong tuyển thủ quốc gia Argentina. Đó là một giấc mơ khi tôi có thể chơi bóng cùng Rooney, Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo và Leo. Trong bốn người, Leo là giỏi nhất. Nếu phải lựa chọn, tôi sẽ chọn Leo, dù thật khó để đưa ra một cái tên trong số những cầu thủ vĩ đại tôi đã từng chơi bóng cùng. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký trở thành hội viên của kênh được đặt ở dưới phần mô tả để có thể được nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất nhé. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Trong sự nghiệp thi đấu, Cristiano Ronaldo đã từng khoác áo Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus và có cơ hội sát cánh bên cạnh nhiều ngôi sao. Và trong những lần đối đầu với những người đồng đội cũ, anh thường khiến họ phải vã cả mồ hôi. Cùng xem lại những khoảnh khắc ấy nhé. Piqué. Trung vệ hiện đang khoác áo Barca từng có 4 năm gắn bó với MU, Piqué từng ra sân cùng Ronaldo tại Man United 15 lần, có mối quan hệ khá tốt với đồng nghiệp người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên khi Ronaldo đến Real, Piqué đầu quân cho Barca thì cả hai từ bạn hóa thù. Ngôi sao người Tây Ban Nha thường xuyên có những phát biểu mỉa mai, giễu cợt CR7. Và để đáp trả lại người đồng đội cũ này, siêu sao người Bồ đã chọn cách bám hành Piqué từ những lần đụng độ ở cấp câu lạc bộ cho đến tuyển quốc gia. Wayne Rooney. Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo đã hợp thành cặp tấn công ăn ý của MU trong 5 năm họ chơi cùng nhau ở Old Trafford. Trước khi trở thành đồng đội của Rooney, Ronaldo đã được chào đón theo cách vô cùng dữ dội. Trong cuộc đối đầu giữa Everton và Man United hồi tháng 13 năm 2003, tình huống xảy ra khi Ronaldo nhận bóng ở bên trái, về bóng qua chân hai lần trước khi Rooney tung ra cú tắc quyết liệt. Đó là pha vào bóng ác ý của Rooney với ý đồ triệt hạ rõ ràng. Chưa hết, trong thời gian cùng là những ngôi sao sáng tại sân Old Trafford, người hâm mộ chứng kiến mối quan hệ cả hai đứng bên bờ vực đổ vỡ bởi xung đột trong trận đội tuyển Anh gặp Bồ Đào Nha. Trận đấu mà Rooney nhận thẻ đỏ sau màn dèm pha của Ronaldo và cái nháy mắt đầy ám ảnh của CR7 khi ấy khiến cho mọi chuyện càng thêm tệ hơn. Và khi tiền đạo người Bồ đến Real, thì người hâm mộ vẫn còn có thể chứng kiến những lần đối đầu của hai ngôi sao này. Sự thật là với những kỹ thuật của mình, CR7 vẫn đủ khả năng khiến cho Rooney phải dè chừng. De Ligt. Trước khi làm đồng đội của anh 7 ở Juve, De Ligt từng bị chính idol của mình bán hành trong những lần gặp nhau ở cấp câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Chàng hậu vệ trẻ tuổi khi ấy dĩ nhiên chưa đủ kinh nghiệm để có thể ngăn cản đôi chân đầy kỹ thuật và tốc độ của Ronaldo. Và chính vì thế, không ít lần anh chỉ còn biết cách đứng nhìn anh 7 tỏa sáng. Deco. Deco từng gọi Ronaldo là quái vật bởi chứng kiến khả năng săn bàn khủng của CR7. Nhưng có lẽ không chỉ là như thế, hãy xem những lần Ronaldo khiến người đồng đội trên tuyển của mình muối mặt thì sẽ thấy rõ hơn vì sao Deco có những phát biểu như vậy. Sergio Ramos. Từng là những người đồng đội, anh em tại Real Madrid, Ronaldo và Ramos đã giúp Real chinh phạt mọi danh hiệu lớn nhỏ mà một câu lạc bộ có thể giành được. Nhưng khi khoác lên màu đội tuyển quốc gia, mọi thứ sẽ rất khác.
Một người là thủ lĩnh hàng công với vô số những bàn thắng, người còn lại là linh hồn hàng phòng ngự với sự chắc chắn đã được thẩm định qua bao năm. Việc Ronaldo đá trung phong sẽ khiến tần suất anh đụng độ người đồng đội Ramos gia tăng đáng kể. Và trung vệ người Tây Ban Nha luôn muốn cho CR7 nếm trải mùi vị bất lực mà bao tiền đạo trứ danh khác đã phải trải qua khi đụng độ anh. Nhưng với bản lĩnh của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Ronaldo cũng không phải dạng vừa, và sự thật đã không ít lần Ramos cũng phải bất lực trước tiền đạo người Bồ. Luka Modric. Ronaldo và Luka Modric đã từng có 6 năm gắn bó bên nhau trong màu áo kiền kiền trắng. Theo những người trong cuộc chia sẻ, họ có một tình bạn đẹp và rất tôn trọng nhau. Tuy nhiên, trước khi làm đồng đội tại Real, mỗi lần đụng độ có vẻ như cả hai không hề nể nang gì đối phương cả. Những tình huống này là minh chứng. Ferdinand. Trong vai trò là bình luận viên, Ferdinand từng phát biểu: Ronaldo là vị thánh sống của bóng đá, những gì cậu ấy đang làm thật kỳ lạ. Và chắc hẳn khi chỉ xem CR7 thi đấu thôi thì chưa đủ để cựu sao người Anh thốt lên điều đó. Từng là đồng đội cũng như nhiều lần đối đầu với Ronaldo, Ferdinand có lẽ là một trong những người hiểu rõ siêu sao người Bồ Đào Nha xuất sắc như thế nào. Hamid Alintop. Từng là đồng đội của nhau trong một thời gian ngắn tại Real và trong một dịp đối đầu ở tuyển, Ronaldo vẫn không ngần ngại bón hành Hamid Alintop bằng pha sâu kim gọn gẽ khiến người đồng đội cũ bẻ mặt như thế này. Patrick Evra. Patrick Evra đã từng chia sẻ với báo chí về sự ngưỡng mộ của anh đối với tài năng cũng như ý chí, sự kiên cường và chăm chỉ của ngôi sao người Bồ. Không chỉ vậy, trong những lần đụng độ nhau, Evra cũng không ít lần phải thêm thán phục người đồng đội cũ của mình. Chẳng hạn như pha dậm nhảy ghi bàn vào lưới MU tại cúp C1 năm 2013. Khi ấy, đầu gối của Cristiano Ronaldo cao bằng với đầu của Evra. Có lẽ đây là một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất trong sự nghiệp của cựu cầu thủ người Pháp. Ricardo Cavalho. Ricardo Cavalho và Ronaldo cùng khoác màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, khi đối đầu trong những trận đấu tại cúp câu lạc bộ, họ luôn có pha bóng không khoan nhượng. Thậm chí trong một lần Chelsea và MU gặp nhau, cả hai còn phải cùng nhau nhận thẻ vàng sau một tình huống không ai nhường ai trong vòng cấm. We'll be right back.
Video đến đây là kết thúc. Nhớ để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.